cây bông ở em trồng tặng cô, cánh hoa hồng thưa như khoe ngày rồi mát tìm mùi như tình thương mấy cô dành cho chúng em. Cây bông ở tấm lòng em đó dâng lên tặng cô đôi tay mẹ đôi tay ân cần dịu em. Ví dụ của sự trung thực thì mẹ là một chú ý, là một đại điển hình có sự kiên trì phấn đấu. Tháng 10 thì ngoài những lời chúc quen thuộc như là sắc đẹp hay tuổi tác thì con nghĩ là mẹ luôn gặp may mắn. Mẹ cảm ơn con.